Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, chơi những trò chơi thú vị hấp dẫn, đến ngay với Riaki.net, shop hợp tác độc quyền chính thức duy nhất với Riaki mình. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki mình. Và ngày hôm nay thì bên Nga Free Fire sẽ cho chúng ta lấy bom keo phong vũ với giá 99 kim cương. Nói chung cái bom keo này thì mình cũng đã test cho anh em một vài lần rồi, thế nên là nó cũng không phải là cái điều gì đấy mà nó quá là gây gớm cả. Cái bom keo này thì thực tế là nó cũng đã ra mắt server nước ngoài và nó cũng được nhận theo kiểu là nạp kim cương thôi. Cái bom keo này thì trông cũng được đấy, nói chung là nhìn cũng khá là ok. Nó sẽ có hình cái ngọn núi trông khá đẹp, nhưng mà có lẽ là anh em Việt Nam mới thích cái phong cách mà trông bom keo hài hước hơn. Ngày hôm nay bên Nga Free Fire ra mắt cho ta đó là vòng quay chiến thần. Anh em thấy quả nắm đấm chiến thần được nó. Cái nắm đấm này thì cá nhân mình đánh giá là nó thuộc dạng tương đối đẹp. Đấy, thuộc dạng tương đối đẹp. Có thể là hiệu ứng của nó thì cũng chưa được cái hiệu ứng của nó thì không được là hiệu ứng 3D như là hiệu ứng cái nắm đấm long quyền đấy, nhưng mà nhìn nó cũng khá đẹp, nó phù hợp với cái bộ đồ chiến thần phong cách mà chúng ta hiện tại đang có. Quay thử ra. Cái vòng quay này chúng ta sẽ cần 4 bi và phần thưởng đặc biệt nó cũng sẽ là nắm đấm này luôn. Tức là các bạn có thể quay 79 kim cương khi chúng nắm đấm này luôn. Đấy, có khi quay 19 kim cương chúng luôn. Nhưng mà cái xác suất đấy nó rất là thấp. Tôi đang chưa được bi nào đây này. Rồi, một bi. Được một bi anh em ạ. Nào, quay tiếp nào. Tích cực quay tay vận may nó sẽ tới. Ui, mà hết kim cương rồi anh em ạ. Và hôm nay mình còn đang hơi rén kim cương. Tại vì tài khoản chính của tôi đã có cái nắm đấm này rồi. Ok, mình sẽ đến với Riaki.net, shop giao độc quyền duy nhất với Riaki mình. Thì anh em chú ý là địa chỉ duy nhất của shop hiện tại đó là Riaki.net nhá. Còn tất cả các loại chấm này, chấm nọ, chấm lọ, chấm chai rồi chỉ có duy nhất địa chỉ ở Riaki.net thôi. Anh em chú ý để tham gia chơi thì không nhầm. Ở trên này thì còn có rất là nhiều những cái phần quà, thậm chí là có cái phần quà đăng nhập hàng ngày miễn phí. Thì anh em kể cả không chơi thì anh em cứ lên Riaki.net, anh em bấm vào phần nhận quà miễn phí, biết đâu lại có vài chục kim cương rơi tài khoản thì lại ấm. Đấy, thời gian rút nạp ở trên này rất là nhanh, và khi rút nạp chúng ta sẽ được tính tích lũy trong Ana Free Fire luôn. Thời gian rút nạp chỉ từ 1 cho đến 2 phút thôi, và tài khoản cái khi mà cái kim cương về tài khoản thì nó cũng sẽ được tính là kim cương nạp tích lũy nha anh em nhá. Đấy, ví dụ như trong game đang có cái nạp tích lũy 99 cương thì ví dụ anh em rút 99 cương ở trên này về thì nó cũng sẽ được tính là nạp tích lũy. Ok. Lúc này mình đã rút khoảng 3800 về rồi, và bây giờ mình sẽ test xem là cái vòng quay lươn lẹo này. Đấy, vòng quay nằm đấm chiến thần này nó có bao nhiêu kim cương thì sẽ ra được. Tôi nghĩ là nó sẽ phải rơi vào tầm khoảng 2000 kim cương đổ lên. Đấy, 2000 kim cương đổ lên, 2 bi hay quá. Nào, tiếp nào, viên bi thứ ba nào anh em ơi. Và vòng quay này gọi là vòng quay viên bi. Tôi nghe ngày xưa thì bên Nga đã gọi là vòng quay ma thuật, nhưng mà tôi thấy chả ma thuật gì cả. Tôi thấy cái viên kia nó giống viên bi anh em ạ. Đấy, mình sẽ gọi là vòng quay viên bi. Đấy, ui, vẫn đang chưa ra rồi. Ra đi bạn ơi, tôi không muốn giống như cái nắm đấm long quyền 13.000 kim cương mới ra được đâu. Cái nắm đấm long quyền là cái mà tôi mất nhiều kim cương nhất để mà xử lý, để mà sở hữu cũng như là để test cho anh em xem. Cái thôi, nắm đấm đấy là 13.000 kim cương anh em ạ. Còn những cái nắm đấm khác có cái rất là rẻ, ví dụ cái nắm đấm mãng xà tôi mất có mấy trăm kim cương, 700-800 kim cương một phát xa luôn. Riêng cái quả nắm đấm long quyền của chơi tốn thật sự. Anh em nào mà xem cái video đấy đúng huyền thoại, quay kim cương luôn. Đấy, ui, viên bi thứ ba, vòng quay này có vẻ dễ anh em ạ. Và vòng quay này có vẻ dễ. Nào, thế nhanh viên bi thứ tư thôi. Đấy. Nào, thêm viên bi thứ tư đi bạn ơi. Và thêm viên bi thứ tư đi xem nào. Ui rồi ôi, toàn ra mặt siru thế này. Ui rồi ôi, toàn siru sirum trông ghét chưa. Ui, chưa ra anh em ạ. Khó nhỉ. Vâng, quá khó rồi bạn chó, ra đi. Ra đi bạn ơi. Ui, mất bao nhiêu kim cương của tôi rồi đấy. Ui, chưa ra rồi. Tiếp nào. Ui, vẫn đang chưa ra, khó nhỉ. Vâng, quá khó rồi bán cờ hó anh em ạ. Sao lại khó thế nhỉ. Ui, tốn nhiều kim cương thật sự. Ra đi bạn ơi, nằm đấm chấn thiền, nằm đấm chiến thần nào. Và nằm đấm chiến thần, nằm đấm chưa ra, nằm đấm chiến thần, nằm đấm chiến thần này, nằm đấm chiến thần chưa ra rồi. Hắm rồi, hắm rồi, hóng rồi. Ui rồi ôi, ra thì bạn ơi. Ui, chưa ra anh em ạ. Cay thật sự đấy, cay thật sự đấy anh em. Nào, mở một phát ăn ngay. Ui, chưa ăn anh em ạ. Và chưa ăn uống được gì rồi. Nốt phát nào. Nào, ra viên bi xem nào. Ui, vẫn chưa ra. Ui rồi ôi, đặt tê nhở. Đấy ơi, và nhìn nó chạy viên bi trông ấm cả lòng. À, như vậy là mình đã lấy cho mình đó nằm đấm chiến thần. Ui, cay thật sự ạ. Đắt quá đấy, đắt
hơi đắt anh em ạ, 3.000 nim gương tổng cộng, tổng kết của cái vòng quay này là 3.000 nim gương nha anh em nhá. Ai à, ok, bây giờ thì mình sẽ làm một tí vui vẻ, đó là giả boss để xem có lừa thanh niên nào không. Ai à, boss mà đeo nằm đấm chiến thần thì nó phải gọi là hết nước chấm anh em ạ. Ai à, ui rồi ôi, làm sao ai à, anh em thấy con boss đeo nằm đấm chiến thần chưa đấy. Còn thanh niên cái gì vũ giáp gai này, vũ giáp cái gì đấy, vũ giáp gai người ấy, tên với tuổi vũ giáp gai người hay là vũ giáp giang gì đấy, không phải chắc là tên là vũ giáp giang mà đặt tên viết sai chính tả anh em ạ. Đấy, vũ giáp giang ấy, thanh niên phát hiện ra mình là con boss cầm nằm đấm chiến thần, chất không anh em. Ai con boss cầm nằm đấm chiến thần luôn, chất lừ con cá ngừ luôn, được rõ luôn, đỉnh của chóp luôn. Đấy, thanh niên bắt đầu cảm thấy hoang mang rồi. À, thanh niên vũ giáp gai người, vũ giáp giang bắt đầu cảm thấy hoang mang rồi. Đấy, kiểu gì tí nữa cũng lại xin đồ để mà xem. Tôi mấy lần tôi đi giả boss xong rồi có mấy thanh niên xin tôi con chrono. Đấy, ui xôi ôi, làm sao thanh niên kiểu trầm trồ rồi. Đấy, thanh niên gọi là có tí trầm trồ anh em ạ. À, trầm trồ chưa bạn ơi, trầm trồ chưa, ui xôi không trầm trồ lại hơi phí, trầm trồ chưa. Ấy à, tôi bị một thằng nó bắn anh em ạ. Ây à, tôi bị một thằng nó bắn. À, thanh niên trầm trồ chưa, kiểu gì tí nữa chả xin kim cương. Đấy, xin chrono. Đấy, ui dồi ôi, thôi xong. Đấy, ui dồi ôi, thôi xong rồi. Rồi, thanh niên vũ giáp gai người vào bắn nó đấy, nói nhiều đấy. À, nói rõ lắm anh em ạ, à, nói rõ lắm. Chỉ được cái nói lắm. Đấy, Ngân Cú Tè ra cứu này. Đấy, Ngân Cú Tè đúng là người đồng đội gọi là hợp lý. Đấy, ok, thịt nó đi, hay quá. Ui, Ngân Cú Tè triple kill ạ. Lại gặp bạn biết chơi rồi. Đều nó anh em. Đấy, để tôi trêu thanh niên này. Đấy, xong đấm bốc các kiểu. Thanh niên này khoái, chảy nước miếng anh em ạ. Đấy, đấm thanh niên khoái luôn. À, lên đây anh em ơi, lên đây. Thanh niên vũ giáp giang này chơi cũng kinh đấy. Lên đây anh em. Đấy. Đấy, thanh niên ấy bảo mình là đẳng cấp anh em ạ. Đấy, thanh niên ấy khen mình là đẳng cấp, được rồi, đấm keo luôn. Lên đi, tầm này ngại gì va chạm nữa. Lên nè. Ui dồi ôi, thanh niên vũ giáp gai người. Bị bắn nó gọi là tan người luôn. Đấy, đấy, mỗi tội là đặt tên là vũ giáp giang lại viết là G-A-I-N-G. Thành sai tên, bị sai chính tả. Ui, Ngân Cú Tè lại triple kill ạ. Thanh niên vũ giáp giang kia thì suốt ngày khóc lóc và nói nhiều thật sự anh em ạ. Đấy, để tôi mua skin sống cho thanh niên AD và nhặt quả MP10 thần bài này. Đấy, được chưa. Và thanh niên đã thấy, đã phát hiện chưa, thanh niên vẻ chưa phát hiện ra. Thanh niên này ngáo lắm. Đấy, thanh niên phát hiện rồi anh em. Thanh niên đã phát hiện rồi. À, thanh niên này có vẻ rất thích xin kim cương, xin kim cốt anh em ạ. Xin thanh niên nhìn thấy mình phát xin chrono, bó tay luôn. Bó tay chấm com. Lên thôi. Tầm này ngại gì va chạm nữa. Ui dồi ôi, thanh niên lao lên rồi, Ngân Cú Tè với vũ giáp giang. Đấy, để tôi biểu diễn UMP nâng cấp cho thanh niên này xem. Đấy, thanh niên phát hiện ra mình có UMP phong cách rồi. Đấy, vào đây múa cho mà xem. Đấy, vào đây múa cho mà xem. Đấy, múa này. Đấy, được chưa? Boss mà có UMP phong cách luôn. Xịn chưa bạn ơi? Đấy, múa này. Múa thanh niên này xem anh em ạ. À, thỉnh thoảng thi thoảng đi trêu mấy bạn này vui ra phết. Đấy, Sơ Ca cắm hộp đen luôn.
Double kill. Đấy, dân chơi không sợ mưa rơi ngay. Dân chơi là rõ. Rikaki mà không phải dân chơi thì còn ai là dân chơi vào đây nữa. Được chưa? Ngầu lòi vãi trưởng luôn. Múa luôn à. Đấy, phê chưa? Phê chưa thanh niên Vũ Giáp Giang? Phê chưa bạn đây? Đấy, phê cho bạn đây. Đấy. À, muốn nhảy cùng à? Cái này thì đứng gần thì nó sẽ có nút tham gia. Đấy. Nhảy xong một nhịp. Đấy. Thanh niên này hài phết đấy các bạn. Thanh niên trẻ trâu này hài phết luôn đấy. Thanh niên này mau mồm mau miệng phết. Thôi ta bắn nhau nốt đây. Và ok, thì đó là cái phần mà mình test cái nằm đấm Buya và bớ được quả thanh niên này Buya phết. Đấy, thanh niên này lại xin Ronaldo. Xin Ronaldo mới đau chứ này. Xin Ronaldo mới đau tôi. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này nha. Và nếu như đây là lần đầu tiên anh em đến với kênh của Ria Kia mình thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các nội dung của mình trong tương lai. Và bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh em. Đừng quên bật chuông thông báo nha. Và chúc anh em sẽ có một ngày vui vẻ. Và hôm nay là cuối tuần rồi, chúc anh em sẽ có một cuối tuần vui vẻ nha. Bye bye.